Ở giải ngoại hạng Anh, chúng ta cùng tiếp tục đến với những tổng hợp của mùa giải của chúng tôi. Như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Bundesliga. Đã từ rất lâu, các khán giả Đức chưa được chứng kiến một mùa giải nào kỳ lạ như vậy. Hãy cùng đến với những điểm nhấn đáng chú ý nhất của 4 tháng qua. 481 bàn thắng được ghi chỉ trong 153 trận đấu đầu tiên, trung bình 3,14 bàn một trận. Một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp so với những mùa giải trước. Mùa giải gần nhất ở Bundesliga, tỷ lệ này chỉ là 2,83 bàn một trận. Các đội bóng của Đức đang chơi quá cởi mở với nhau. Họ ghi bàn và tạo cho nhau những cơ hội ghi bàn với những hàng phòng ngự mở toang. Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất, có 9 bàn với tỷ số lên đến 3-6. Mönchengladbach ghi 6 bàn vào 2 trận đấu tiếp theo. Họ mời Frankfurt và Stuttgart chọc thủng lưới mình đến 11 lần. Stuttgart là một điển hình. Qua 17 trận, họ sút tung lưới các đối thủ 32 lần, nhưng cũng để thua đến 35 bàn. Stuttgart từng thắng Mönchengladbach 7-0, thắng Bremen 6-0, nhưng cũng để thua Hamburg 2-4, và mới đây nhất là thất bại 3-5 trước Bayern Munich. Tính ra mỗi trận đấu có đội bóng này có đến gần 4 bàn thắng được ghi. Nhà đương kim vô địch Bayern Munich cũng là một ví dụ tiêu biểu. Sau cơn khô hạn bàn thắng hồi đầu mùa, họ lấy tiêu chí, nếu đội bạn ghi nhiều bàn, ta sẽ còn ghi nhiều hơn làm kim chỉ nam. Kết quả là những chiến thắng 5-3 trước Stuttgart, rồi 4-2 trước Freiburg. Chen giữa, một trận hòa 3 đều với Mönchengladbach đến như những chuyện tất yếu. Cơn mưa khôn ở Bundesliga thậm chí lây sang cả cúp quốc gia Đức khi Bayern lại thắng Stuttgart 6-3 trong trận tái đấu giữa hai câu lạc bộ. Tổng cộng có 11 trận đấu có tổng số bàn thắng nhiều hơn hoặc bằng 6. 481 bàn thắng ấy là kỷ lục sau suốt 23 năm qua ở Bundesliga. Trong những cơn mưa bàn thắng quay cuồng ấy, ai tỉnh táo sẽ sống sót. Dortmund là đội bóng ghi nhiều bàn nhất, nhưng quan trọng hơn, họ mới chỉ thủng lưới có 10 lần, gần bằng một nửa số bàn thua của đội xếp thứ hai Mainz. Dẫu để thua trận đấu đầu tiên và cuối cùng của lượt đi, thành tích quá ấn tượng giúp họ có được khoảng cách an toàn 10 điểm so với đội xếp sau. Cùng với ngôi đầu của Dortmund, đang có một cuộc bạo loạn ở nhóm trên. Khi Mainz giành ngôi Á quân, Hannover thì nằm trong top 4. Còn top 3 năm ngoái thì đang bê bết. Nhà đương kim vô địch Bayern Munich xếp thứ 5 với 14 điểm ít hơn ngôi đầu. Đương kim Á quân Schalke 04 đứng thứ 10. Còn Bremen thậm chí đứng thứ 14, ngay sát trên nhóm cầm đèn đỏ. Vì thế, dẫu vẫn còn nửa chặng đường nữa, khó có thể mong đợi vào sự bất ngờ khi Dortmund trở nên quá cách biệt so với phần còn lại. Có lẽ điều đó cũng khiến lượng khán giả của Bundesliga mùa này giảm đôi chút so với năm trước. Trước khi chuyển sang những tin tức thể